Hello mọi người, Luwin năm 184 địa ngục trở lại rồi đây. Giờ đã có hậu phương rồi nên chúng ta sẽ tập trung vào việc phát triển hậu phương. Chủ yếu là điều động người qua các thành để cho thành được phát triển mà thôi. Còn thành chính thì vẫn giữ các tướng giỏi nhất. Theo thông thường thì mình cho các tướng nào có chỉ số chinh phủ cao nhất để làm thái thú cho một thành. Ngoài ra thì ở Liêu Đông có một cái bến cảng, chúng ta phải chiếm cái bến cảng để gia tăng lượng tiền lương thu nhập. Giờ mình sẽ tiến công hang đế để lấy điểm thăng quan. Ngoài thăng quan thì có thể làm tăng danh tiếng hoặc là giảm tiếng xấu nữa. Bình thường mình sẽ thu thuế 15% cả lương và tiền, nhưng mà thành cần phát triển thì mình sẽ giảm phải không? Nhưng mà thuế thu của cái bến cảng thì mình luôn để từ 15% cho đến 25%, thậm chí là cao hơn, bởi vì cảng thì sẽ không phát triển lên thành cảng lớn được, chỉ có một dạng thôi. Có một lưu ý là khi tiến công, các bạn lựa những tướng mà có chỉ số cộng phần trăm cao, còn thấp quá thì không nên tiến công vào lúc đó. Mình thường sẽ tập trung binh lực vào thành chính, để có gì để đi cứu viện, còn những thành cần phát triển thì mình sẽ không giữ lính ở đó nữa. Do là trước đó mình đã diệt công Tôn Toản rồi cho nên cảng trở thành cảng trống, nên chắc chỉ số của cảng vẫn còn khá tốt. Giờ thì bắt buộc mình phải nghiên cứu cái lọc xa rồi, bởi vì mình sẽ vận chuyển hơi nhiều đấy.
之不济。成功，陈璧马到成功，陈璧马到成功，还是我来吧。陈璧马到成功，陈无上荣光，陈无上荣光。多谢主公赏赐。愿为主
Khi chúng ta giữ được hán đế trong tay thì có thể hiệp thiên tử lệnh chư hầu, thêm được một địch vào hòa ước. Địch thì khiến tất cả các thế lực khác giảm 50 điểm hảo cảm đối với một thế lực nào đó. Còn hòa ước có thể giúp chúng ta làm hòa với một thế lực nào đó đang có hảo cảm thấp đối với chúng ta hoặc đối địch luôn nữa. Thank you.
练精兵，一报主公。历练精兵，一报主公。历练精兵，一报主公。Để chắc chắn Hậu Phương không bị tổn hại cho nên mình quyết định đánh Sơn Tặc. Số lượng lính của Sơn Tặc thì khoảng 28k, cho nên chúng ta chỉ cần nhiều hơn và đánh tay là sẽ thắng. Đánh ngoại tộc, Sơn Tặc, Thủy Tặc thì chúng ta không cần mang vũ khí công thành đâu, trừ khi là đánh ao tu thôi. Bởi vì nó chỉ làm cái doanh trại và không có tường thành, đánh dễ lắm. Sơn Tặc thì 100% là bộ binh, cho nên rất dễ hạ. Còn đối với ngoại tộc thì lại là kỵ binh. Các tướng có chiêu đặc kỹ đánh diện rộng rất có lợi trong việc này, như Chu Du, Lục Tốn, Gia Cát Lượng.敌军势大，谨慎慢行。太厉害了，是，快挡不住了，敌军快了，都别乱跑。快行！
拼了。Có lẽ do nhân phẩm không cao cho nên không rớt món trang bị cấp 8 nữa hết. Ok, tập hôm nay đến đây thôi. Có lẽ là hơi nhàm chán. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye.